nay thì con đi khám bệnh với trung tâm biết không? Mấy ngày vừa rồi con nhập viện ở bệnh viện Hoàng Mỹ, nhưng con không có điều trị được cái gì. Người ta chỉ cho con uống thuốc giảm đau thôi, chích thuốc giảm đau, với lại không phải chích mà nó vô cái thuốc giảm đau rồi vô cái thuốc kháng sinh cho cái ho nó giảm, cho nên về phần bao tử thì cũng không có được chữa trị gì. Nhưng mà vấn đề chữa trị thì thấy cũng rất là khó khăn. Hiện tại con đang có bệnh nền rất là nặng, thì lượng thuốc con uống vào rồi bây giờ nó làm ra bao tử, cho nên là bao tử con thì rất là khó có thể đi đến cái bình phục. Tiếp tục uống thuốc thì chỉ có thể ngày càng nặng hơn thôi. Cho nên cái việc điều trị thì thấy không có cái gì là tươi sáng hết. Thêm cái tình hình về cái bệnh nền của con, thử máu đợt này máu con cũng hạ rất là nhiều. Thì con cũng xét thấy tình hình bệnh của con nó không thể tươi sáng lên được, nó đang lụng xuống từ từ. Cho nên là con nghĩ là con cũng không thể chờ cho con khỏe để mà ra chia sẻ cho chúng ta được. Thời gian này trở đi thì khi nào con thấy tạm ổn, lúc nào thì con sẽ ra chia sẻ lúc đó. Có thể chương trình chúng ta đang tu tập để dừng lại. Mà con khỏe thì cũng không được dài, cũng không được lâu. Hiện tại thì con cũng không ăn uống được. Cho nên là thời gian không có nhiều. Mọi người phải cố gắng tu tập. Con sẽ tranh thủ nhiều trong thời gian này. À, chia sẻ được, con sẽ cố gắng là chia sẻ. Cũng còn nhiều điều chúng ta cần phải học hỏi. Khi không có con thì ở nhà phải cố gắng nỗ lực tu tập, không có chờ đợi, không có phóng dật. Tu học mà phải có cái tinh thần, phải có cái khí thế. Sáng còn mệt mà nghe chúng ta đọc bài Phật Đạo con mắc ói nữa. Mạnh mẽ lên, cách đọc của mình điều chỉnh lại một chút. Hay con có thời gian để hướng dẫn cho chúng ta điều chỉnh lại cách đọc của mình, nhưng sẽ điều chỉnh lại chút xíu, đừng có rời rà quá làm sinh ra cái cảm giác rất là trì trệ và mệt mỏi ha. Thôi mọi người cố gắng, giờ đến giờ rồi thì con đi đây. Thì chúng ta nỗ lực tu tập, đừng có chờ đợi, trông chờ vào con. Những bài pháp thì đã có sẵn hết rồi, mở các bài pháp đã có lên nghe để mà tu học, thực hành những pháp đã được con hướng dẫn, hãy nỗ lực thực hành. Đừng để con nhắc hoài, pháp nào con đã hướng dẫn rồi, đã nhắc nhở nhiều lần rồi thì phải tu tập. Đừng để con nhắc nhở hoài. Con muốn nhìn thấy sự nghiêm túc tu học của chúng ta. Vì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Thôi con. Cho nên phải nỗ lực lên.
Mỗi một ngày giờ ở đây là phải nỗ lực thi tập. Không có được phép xong môn luôn không giờ. Chúng ta vừa ở cạnh mình tôi bao nhiêu ngày. Những tháng ngày này không ráng thi tập, không ráng nắm bắt pháp. Khi con ra đi rồi chúng ta như thế nào? Cứu xứ này sẽ tan rạc chảy nhé. Những người đích hạnh không thành tựu, trí tuệ không thành tựu, đạo hạnh không thành tựu, cứu xứ này sẽ tan vỡ. Giờ đây phải nỗ lực tu tập. Sức khỏe của con là trong từng ngày từng tháng, luôn luôn kiểm soát lại mình trong từng lời nói, trong từng hành động. Coi lại cái tâm lượng của mình, nhỏ nhặt chặt hết ích kỷ nhà thầu. Nhã mẹ ta đây phải nhã rất là cao, nói hoài, chỉ hoài vẫn chưa có nhìn ra được thực hành làm gì nhã. Bản nhã cũng rất là cao. Còn nỗ lực phóng lòng đối với chúng ta, mong trong chúng ta có những việc thành tựu được pháp để mình duy trì cái chánh pháp này sau khi con ra đi. Chúng ta cứ hồi ở buông luôn phóng dật không nỗ lực, chúng ta sẽ an tội cái thánh pháp này, mang tội về đạo tràng gây ra, mang tội về tâm bảo, mang tội phật tử, phật tử trên thế giới này, mang tội đối với tự thân mình. Ngày giờ mình sống bên con, mình tu tập bên con, chúng ta không ý thức hồi hộp phóng dật buông luôn sống cho qua ngày, chúng ta sẽ là tội đồ phật giáo, tội đồ của chúng sanh, tội đồ của tam bảo. Những con người đã được nắm tay chỉ dẫn từng ly từng tí mà không đi được là tội đồ đối với con, tội đồ đối với lại thánh pháp, thương hết lòng, tận tâm hết lòng, được nhiều sức khỏe tâm mạnh, có đi tìm mua từ cái này cái kia, lại vào trên này cái kia, những cái nhu cầu của chúng ta sinh hoạt ở đây, tu tập ở đây. Những cái nỗi lo về chi phí sinh hoạt, tất cả những việc đó con muốn gánh vác và còn phải gánh vác vì con đang muốn xây dựng những con người hiền thiện thành tổ trong thánh pháp này, hai thế con truyền thừa thánh pháp này. Không phải nỗ lực, sức khỏe cũng sẽ yếu, nhiều khi đi mua đồ cũng xỉu tại chỗ, rất mệt. Chúng ta nhà làm việc công đi ra ngoài làm việc chứ, chúng ta làm một chút, chúng ta đã kể công kể cán nhưng mà rất muốn được mọi người công nhận công cán của mình. Khi mọi người không công nhận công cán của mình, chúng ta sân si, chúng ta bực bội. Công cán chúng ta bỏ ra được bao nhiêu để đền đáp tâm bảo, đền đáp thánh pháp này mà chúng ta mong muốn mọi người công nhận, được tán thán, được khen ngợi, nhưng mà chúng ta làm được cái gì để đền ơn tâm bảo? Chút xíu công việc này dọn dẹp cho đạo tràng mức độ tu tập đã là công cán rất là lớn rồi. Những ngày con đi ra ngoài gặp lại sinh phúc, nước uống không đủ, nặng hàng mặt mỏi hơi thở, vẫn đi tìm chỗ này chỗ kia lựa chọn đồ để mua về, những đồ chúng ta cần dùng. Con là cái chuẩn bị chút xíu này, cho nên con phải chuẩn bị thật là tốt cho chúng ta. Những gì tốt nhất là con phải làm. Tớ không ở đi một mình lựa chỗ này lựa chỗ kia. Bên anh thì ở ngoài giữ xe, con đi một mình rất là mệt mỏi, không có người đi theo hỗ trợ. Không có đâu kể con với chúng ta. Bây giờ nói thì cứ nói như vậy để chúng ta hiểu. Và không, chúng ta lập công lập cán của mình lên, dọn dẹp một chút xíu xung quanh như vậy, công cán chúng ta đầy ấp. Làm việc trong bàn một bài tập để cho đạo tràng an ổn là công cán chúng ta đầy hết rồi. Một chút gì đó không hài lòng thì phản tí. Tuy là con không hướng dẫn chia sẻ với các bạn,
những tất cả những gì chúng ta đã học, con đã chia sẻ hết rồi. Bây giờ chỉ là sự thực hành thôi. Nghe lại những bài pháp cũ và thực hành thôi. Chẳng dạy cái gì nhiều nữa. Và sức khỏe con hiện tại thì con cũng không thể giảm được. Cái tình trạng sức khỏe như vậy con cũng không thể giảm được. Và pháp học là để hành, chúng ta đã học những gì cần phải học và đến lúc chúng ta phải thực hành. Chứ ngồi nghe con nói hoài mà chúng ta buông ra chúng ta không thực hành. Làm việc một chút chúng ta sanh bản ngã. Làm việc một chút chúng ta kể công. Học mà không hành một sự sỉ nhục. Học mà không hành nó vẫn trầm luân với các cái dòng sinh tử này. Thành tâm thiền, thành diệt hạ. Tâm tượng hiền hòa lớn dịu. Điều nhiên tùy thuận. Những hành đó thì chúng ta phải được hành. Phải được hành. Hiện thân của pháp thôi. Người nào đảnh lễ sư phụ là sư phụ biết người đó họ được pháp. Mới đảnh lễ sư phụ là đảnh lễ pháp. Người không thọ được pháp là không có đảnh lễ, không đảnh lễ pháp. Chứ sư phụ đâu có cầu ai mà quỳ lại đảnh lễ sư phụ, cung kính sư phụ vân vân. Cung kính pháp là thể hiện cái sự cung kính sư phụ, tại vì sư phụ là đại diện của pháp, là tượng trưng cho pháp, là biểu trưng của pháp. Người sống theo pháp, hành xử theo pháp là phải biết đảnh lễ pháp, cung kính pháp thôi. Người thấy pháp, nghe pháp mà hiểu pháp, mà ngộ pháp, mà trân quý pháp thì phải quỳ mọp xuống để mà lại. Đó là người đã nhận ra được pháp, ngộ nhập được pháp, thể nhập được pháp. Vô lượng sanh tử rồi, bây giờ mình mới gặp được cái thánh pháp như thế này. Mình mới nghe được những cái lời chỉ dạy như thế này. Nghe được những cái lời nhắc nhở như thế này. Vô lượng nước mắt rồi, hiểu không? Vô lượng dòng nước mắt mình đã chảy xuống trên cái dòng sanh tử này rồi. Nước mắt mình còn nhiều hơn cả biển lớn mà. Mình đã trải qua vô lượng đau khổ rồi. Thì ngày giờ này mà gặp được một cái thách pháp như thế này, sao vô lượng sanh tử như vậy, dài đằng đẵng đẵng như vậy, gặp được thánh pháp như vậy là phải quỳ mọp xuống. Lập tức quỳ mọp xuống đảnh lễ pháp. Đó là cái người nhận ra pháp. Cái người nhận ra pháp mà phải khóc. Khóc sung sướng, khóc hạnh phúc, khóc rung động, chất động. Vì trong vô lượng sanh tử, ngày giờ này con mới được thấy, được nghe một thánh pháp vi diệu, thần diệu, một lời nhắc nhở của một thầy với một cái tấm lòng to lớn như thế này mới gặp được. Tâm mình trân quý vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Chứ không phải là những cái lời nói xương không. Mình chưa được ai nói những cái lời như vậy, chỉ dạy những cái lời như vậy cả. Trong cái dòng trầm đó này, cho nên mình mới phải sanh tử cho đến ngày này. Phải sanh tử cho đến ngày này. Để
chiều nổi cho đến ngày vậy này. Thành ra giờ này mà gặp được một thánh pháp như vậy, mình quỳ lại hàng vô lượng cái lại, quỳ lại hàng vô lượng cái lại. Đức Phật nói là không thể đền hết ơn một người làm cho mình thấy được pháp, không thể đền hết ơn. Là như vậy đó, là vì họ giúp mình lấy đi vô lượng những khổ đau, họ làm cho mình sanh ra được những cái trí tuệ mà hàng vô lượng đời sống mình đã không hề có cái trí tuệ. Thành ra đâu thế nào mà nói là đảnh lễ cúng dường trăm lại ngàn lại mà có thể đền ơn được. Anh ta đừng có nghĩ rằng mình cúng dường thật là nhiều tiền mà mình có thể đền ơn được. Đó là những cái vô thường, những cái vô thường. Đồng tiền không mua được cái chết, không làm cho người ta thoát được cái chết, thoát được cái già, thoát được cái sinh tử, thoát được cái trầm luân. Đồng tiền không làm được chuyện đó. Thành ra đừng có nghĩ cho mình nghe được thánh pháp như vậy, mình vô mình đảnh lễ ba cái là mình xong rồi đó, tôi đền ơn rồi đó, tôi trả hết ơn rồi đó, và tôi đã thể hiện lòng biết ơn rồi đó, chuyện đó không có. Bây giờ phải nỗ lực tối đa, nỗ lực tối đa, pháp đã trong lòng bàn tay của mình rồi, sắc thọ tưởng hành thức đã được con chia sẻ hướng dẫn một cách rõ ràng rồi, chỉ cần chúng ta thêm cái sự tinh cần tinh tấn, cái sự chân thật chân thành tha thiết trong sự tu học, chân thật đối với lời bậc hướng dẫn mình, nỗ lực tu tập thành tựu trí tuệ về tự thân, đầy đủ giới hạnh, đức hạnh của một người tu, tức là mình đầy đủ năm cái tinh cần chi phần, có lòng tin vào trong sự giác ngộ của bậc chánh đẳng chánh giác, thì sự tu chứng của mình là quyết chắc phải xảy ra. Con năn nỉ đó, con năn nỉ, con gian sinh nỗ lực tu hành, lòng con tha thiết mong muốn chúng ta nỗ lực tu hành, tập trung tu hành, cố gắng tu hành, mình đã có một mục đích cao thượng, cao đẹp tối thượng trên cuộc đời này rồi. Thì ba cái chuyện con kiến nghị, những cái chuyện là một hai cái lời nói, một hai cái ánh nhìn, một hai cái vô minh của người ta xung quanh mình, không có đáng để cho mình phải quan tâm. Đừng có để cho mình sân si phiền não. Ba cái chuyện nhỏ nhặt uổng lắm, uổng lắm. Làm sao mà nỗ lực tu tập ngon lành, ngon lành, ngon lành, tinh cần tinh tấn nhìn vào trong tự thân của mình, đi đứng nằm ngồi, chánh niệm tỉnh giác, quán sát thân tâm theo đúng tinh thần của tứ niệm xứ mà mình đã được tu học, nỗ lực ngày đêm nhận diện tự thân, hộ trì các căn, kiểm soát nội tâm, chánh niệm tỉnh giác, gìn giữ giới hạnh trong sạch thanh tịnh, chắc chắn mình sẽ đạt được các thánh quả tối thượng mà Đức Phật đã truyền trao cho mình. Vấn đề là sự thực hành thôi, sự nỗ lực thực hành, sự kiên quyết thực hành, buông rời cái buổi học ra, mình đi đứng nằm ngồi trong sự chánh niệm tỉnh giác, kiểm soát nội tâm, hộ trì các căn. Liền có buông cái buổi học ra, đứng dậy cái là cười hì hì hà hà rồi quên hết tất cả những gì đã được học. Hộ trì các căn không thực hành, những gì đã được học bỏ rơi rớt hết.
làm sao phải nỗ lực duy trì pháp, duy trì sự thực hành pháp và tùy pháp. Nỗ lực tu tập, nỗ lực thực hành, tập trung vào trong sự tu. Từng nào tịnh tu lòng, tu hết lòng, tu nhiệt tình, tu tối đa. Qua từng làm việc cũng vậy, xuống dưới bếp làm việc trong chánh niệm tỉnh giác, chứ không phải từng đó là từng mình buông lung phóng dật này. Tới cái từng làm bếp là xuống bếp làm việc trong chánh niệm tỉnh giác, nhắc nhở nhau cố gắng hết nha, cố gắng hết nha, các hiền giả mình cố gắng nha, mình phải cùng nhau bước lên trên chiếc thuyền bát nhã này và đi đến cái đích cuối cùng. Phải nhắc nhở nhau, xuống bếp làm việc là nhắc nhở nhau, tất cả phải tiến lên trên cái chiếc thuyền bát nhã cuối cùng này và phải đạt được cái đích cuối cùng của mình là sự chứng đắc các thánh quả tối thượng. Phải nhắc nhở nhau, đi xuống bếp làm việc là nhắc nhở nhau tu hành. Đừng có xuống bếp làm việc rồi là hơi vui vui, là đứng nó dễ vui phóng dật. Đừng có dễ vui phóng dật, quay về hoàn trị các căn của mình. Nhắc nhở nhau mà tu hành, động viên nhau mà tu hành, nắm tay nhau mà tu hành. Nắm tay nhau mà đi lên, dàn một cái hàng ngang thật là mạnh mẽ, thật là vững vàng, đẩy tan vô minh, đẩy tan ác ma, cùng nhau bước lên trên chiếc thuyền bát nhã. Mạnh mẽ nắm tay nhau thật là chặt. Mỗi người tự tu cho mình thật là tốt và nhắc nhở nhau cùng tu thật là tốt. Không có buông lung phóng dật, người này dễ vui, người kia nhắc liền. Thưa hiền giả, hiền giả dễ vui phóng dật rồi. Phải nhắc nhở liền. Chứ không phải người kia dễ vui phóng dật cái mình cũng vui theo là không được. Quyết chí không? Từ rày về sau là quyết chí nỗ lực trong sự tu tập, không cười giỡn cho đến khi chưa đạt được đích lậu tận của mình. Được không? Không cười giỡn nữa, cho đến khi chưa đạt được cái mục đích lậu tận. Và mình quyết chắc mình phải giải thoát. Đây mình có mà, thì mình phải làm được. Sống chết gì mình cũng phải làm được, cũng phải tu được, cũng phải đi vào trong các thánh quả. Diệu lưu nhất lai bất lai a la hán quả, phải thành tựu. Tu như thế tối nay mình chết. Xác quyết sự tu của mình. Không có tu mà chờ ngày này qua ngày nọ qua ngày kia. Không có tu chờ ngày qua đời. Phải nỗ lực tu hành, sống chết tu hành. Đạo quả nằm trong bàn tay của mình. Đạo quả, thánh quả nằm trong bàn tay của mình. Tại sao mình không nhanh chóng nắm bắt cơ hội này để mà thành tựu các thánh quả? Liên tục tác ý nhắc nhở tâm mình như vậy đó. Thường xuyên tác ý nhắc nhở tâm mình. Tâm ơi, tâm phải cố gắng nha tâm. Tâm bây giờ còn chần chờ có gì nữa, còn chưa chịu tu hành. Tâm bây giờ phải nỗ lực tu hành, phải cố gắng nha tâm. Thường xuyên nhắc nhở tâm. Nhắc nhở tâm, thường xuyên khích lệ tâm, thường xuyên động viên tâm. Làm như vậy rất là tốt. Nhắc nhở tâm, động viên tâm, khích lệ tâm, không cho phép mình tiếp tục sống ở trong tập khí được, tiếp tục sống ở trong vô minh được. Bắt mình phải quay về trong một đời sống được hộ trì, được hộ trì, được kiểm soát thân tâm, được nhiếp phục thân tâm. Không có cho phép mình tiếp tục sống lơ đễnh nữa.
sau cái buổi tu là phải lập tức kiểm soát thân tâm của mình. Luôn luôn kiểm soát thân tâm của mình một cách mạnh mẽ, răng riết. Như là thể tối nay mình chết, như là thể ngày mai mình chết. Ráo riết kiểm soát thân tâm của mình, nhiếp phục thân tâm của mình, không cho phép mình tiếp tục sai lầm với những cái mình đã sai lầm, không cho phép mình phạm những cái lỗi mà với những cái mình đã phạm. Lỗi nào biết mình có, tập khí nào biết mình có thì phải nỗ lực mà nhiếp phục, nỗ lực mà nhiếp phục, tập trung mà nhiếp phục, sống chết mà nhiếp phục, không được phép quên. Sống chết mà tu hành, phải sống chết mà tu hành. Chúng ta đang còn một cái sức khỏe ổn định, khỏe mạnh, lành mạnh như thế này, phải nỗ lực mà tu hành, tối đa mà tu hành. Sức khỏe con bây giờ rất là tồi tệ. Sức khỏe chúng ta ổn định thì phải nỗ lực mà tu hành. Ráng thể nhập đi vào trong các thánh quả, nhiệt quyết tu hành, tu tối đa, tu sống chết, tu sanh tử, tu như lửa cháy đầu, tu như lửa cháy ở trên đầu của mình. Sáng dậy mở mắt ra là phải kiểm soát thân tâm của mình lập tức, chánh niệm tỉnh giác, thanh tịnh nhẹ nhàng, kiểm soát nội tâm, pháp hành ở đây quá rõ ràng, quá rõ ràng, quá chính xác, quá cụ thể trong sự tu học. Đường lối tu hành là rõ ràng, là minh bạch, không có một cái gì mập mờ mà không sáng tỏ. Vấn đề còn lại là bắt tay thực hành mà thôi. Tại sao mình không quyết liệt? Quyết liệt. Còn chần chờ, còn giải đãi cái gì nữa? Phải quyết liệt. Đây là chiến đò cuối cùng, đây là chiến xe cuối cùng, đây là chiếc thuyền Bát Nhã cuối cùng. Phải quyết liệt nỗ lực. Ngay trong đời này phải thể nhập trí tuệ, phải vượt thoát được sinh tử. Đừng có chần chờ nữa, đừng có làm uổng mất cái khoảng thời gian quý báu này của mình trong cái dòng luân hồi triền miên này của mình. Cơ hội này của mình là hiếm hoi biết bao nhiêu. Cơ hội này là hiếm hoi biết bao nhiêu. Trong vô lượng sanh tử mình mới được gặp cái chiếc thuyền Bát Nhã này. Tại sao bây giờ không nỗ lực? Tu sống tu chết, tu như thế một chút nữa mình ngã lăn ra đất mình chết vậy đó. Quyết liệt kiểm soát nội tâm của mình, chánh niệm tỉnh giác. Sao tu giật giờ giật giữ, tu gieo duyên vậy? Tu chờ ngày qua đời vậy? Những gương mặt này phải rực sáng trên cuộc đời này. Phải tỏa sáng được ánh hào quang giải thoát mà Đức Phật đã truyền trao. Phải nỗ lực lên. Đâu có cái chuyện gì đâu. Ngày đêm tinh cần kiểm soát nội tâm của mình. Sức khỏe ổn định ngồi thiền nhiếp phục thân tâm liên tục như vậy. Tinh cần tỉnh giác. Như lý tác ý. Một cách thường xuyên liên tục. Nhắc nhở tâm, khích lệ tâm, cố gắng nha tâm, cố tu nha tâm, quyết liệt nha tâm, sống chết nha tâm. Một đời này phải giải thoát nha tâm.
con là vô thường, con là mong manh, con là dễ tan dễ vỡ. Hình tướng này của con có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, giờ phút nào, ngày tháng nào. Sự sống hiện tại của con thật sự là khó khăn biết bao nhiêu. Chúng ta phải nỗ lực lên, phải cố gắng lên, phải quyết liệt lên. Mỗi một ngày tu của mình đi qua là phải có một sự trân quý, trân trọng, trân quý những tháng ngày mình đang được sống ở đây, đang được tu tập. Phát huy sự chánh niệm tỉnh giác của mình một cách mạnh mẽ, trân quý từng ngày sống ở đây. Nhân duyên này vô thường lắm. Thấy vậy, nhân duyên này vô thường lắm. Phải nỗ lực tu, sống chết tu. Quyết liệt tu. Luôn quay về nhiếp phục và hộ trì thân tâm của mình. Phải quyết liệt lên, quyết liệt lên. Không có tu chơi chơi. Tu qua ngày đoạn tháng, chờ ngày qua đời. Tu ra tu, mà phải quyết, phải giải thoát. Tu là phải đi đến sự giải thoát. Chứ tu không phải để một ngày ăn hai bữa cơm. Tu không phải là để đắp y chơi vậy à. Tu là để giải thoát. Phải ý thức điều đó. Phải ý thức điều đó. Tu là để giải thoát, chứ không phải tu để gieo duyên, tu để làm việc, tu đi chơi chơi, tu đi chờ ngày qua đời. Không phải tu như vậy. Tu để giải thoát, và giải thoát lập tức, ngay trong hiện đời này. Tu như vậy không nhục ngà. Tu như vậy không là cặn bã của xã hội. Tu để thật sự là những bậc thánh nhân trên cuộc đời này. Những bậc thật sự là đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay là ruộng phước vô thượng trên cuộc đời này. Phải tu thật là đẹp trên cuộc đời này. Phải là những bậc giải thoát trên cuộc đời này. Tu ra tu, đời ra đời, đạo ra đạo. Đừng lẫn lộn hai thứ này đối với nhau. Đạo đời tạp nhạp là không được. Đó là người tu thì phải thật sự là tu, xứng đáng là tu. Đừng có chen đời vào trong đây. Nỗ lực mà tu hành. Đừng làm nhầy nhụa chiếc áo mà mình đang mặc. Cư sĩ cũng như là tu sĩ, đừng làm nhơ nhớ với chiếc áo mà mình đang mặc. Đừng làm bẩn thỉu với chiếc áo mà mình đang mặc. Phải làm rực sáng với chiếc áo mà mình đang mặc. Phải làm trong sạch chiếc áo mà mình đang mặc.
phải làm thanh cao, làm cao thượng, cao đẹp chiếc áo mà mình đang mặc. Sống nhục nhã hèn hạ trong lớp áo của người tu thật là một điều mình không nên sống như vậy. Phải sống thật đẹp, thật đẹp. Thật đẹp trong chiếc áo mà mình đang mặc. Chúng ta còn thấy những hiện hữu của mình là trơ trơ ra đó. Mình trơ ra với lại cái hiện hữu của mình. Mình không thấy sanh là khổ, mình không thấy sanh là một sự nhục nhã, và mình không thấy rằng mình bị sanh. Rồi mình cứ trơ ra đó với lại sự sanh này của mình. Làm sao mình tu được? Phải thấy sanh là một sự sỉ nhục thì mới tu được. Phải nghĩ đến cái viễn cảnh mình sẽ bị già nua, mình sẽ nằm một chỗ rên rỉ ỉ ôi. Tiêu tiểu tại chỗ. Bệnh viện thì đầy nghẹt người, nhúc nha nhúc nhúc, những thân thể tiều tụy bệnh hoạn, nhăn nhó méo mó xấu xí. Héo tàn dần dần, chờ đợi tháng ngày để qua đời. Nhục quá đi, nhục quá đi. Nhục quá đi. Nhưng mình chỉ thấy hiện tại mình đang ngồi đây với một gương mặt đẹp đẽ, xinh tươi, khỏe quá. Mình không thấy sự khổ của sự sanh. Mình không thấy những điều mà chắc chắn mình sẽ phải xảy ra. Và nó đã xảy ra với mình bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi. Cái nỗi đau khổ này, cái nỗi thống khổ này mình đã phải chịu đựng bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi. Và bây giờ vẫn đang tiếp tục trong sự thống khổ này nữa. Sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết này sẽ còn tiếp tục khống chế mình cho đến chừng nào nữa đây? Chừng nào nữa đây? Mình phải chịu đựng cái sự khốn nạn này. Phải tưởng tượng ra cái cảnh mình nằm tiêu tiểu tại chỗ. Người há hốc tiều tụy. Đau đớn khó khăn của một thân thể lụng tàn. Phải tưởng tượng ra điều đó. Chứ đừng có thấy một cái gương mặt tươi mát mơn mởn hiện tại của mình. Phải nhìn thấy điều đó, phải tưởng tượng ra điều đó. Phải sanh khởi lên một nỗi lo sợ. Từ đó mới sanh được cái nhiệt huyết tu hành, cái nhiệt tình tu hành.
sống chết tu hành phải tu để giải quyết cái vấn đề sanh tử này. Vấn đề sanh tử này phải được giải quyết, phải được chấp dứt. Không có tiếp tục kéo dài như vậy nữa, mình phải quyết liệt lên, phải nỗ lực lên. Phải nhìn thấy được sự thống khổ, sự nhục nhã, sự ê chề, sự mệt mỏi, sự thối nát trong cái dòng sanh tử này. Phải tưởng tượng lên, không cho phép mình cứ nhìn thấy gương mặt hoa da phấn này của mình nó sẽ tốt đẹp như vậy hoài ư. Mình đang sống trong sự ô nhục, mình đang sống trong sự sỉ nhục, mình đang sống trong sự nhục nhã. Phải quyết tâm, phải nỗ lực ra khỏi cái sự ô nhục này, sự sỉ nhục này, cái sự bị sanh này. Bị sanh, mình bị sanh, chứ không phải là mình được sanh. Phải hăng hái tu hành, phải nỗ lực tu hành, phải tập trung vào trong sự tu hành. Đừng có liều xìu ở lên. Không có tu hành liều xìu. Còn sức khỏe là phải nỗ lực tu hành. Phải chi thời gian trước đây của con, không cần đầu tư vào trong những cái tập sách đó, những cái phần kinh sách đó, đầu tư vào trong sự tu học, thì ngày giờ này tốt đẹp hơn biết bao nhiêu. Cũng giống như vậy, phải chi bây giờ chúng ta nỗ lực tu hành thì thời gian sau sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu. Bây giờ đối với con ngồi thiền là một việc khó rồi, không còn đơn giản như chúng ta nữa. Để ngồi vững như vậy cũng đã là khó rồi, không còn ngồi bình thường được như chúng ta nữa. Thường xuyên phải có sự kiềm chế phía bên trong, sự kiểm soát phía bên trong, bằng không là sự choáng, sự đau đầu. Chóng mặt có thể diễn ra bất cứ lúc nào, chóng mặt rỗi luôn. Chúng ta đang ngồi một cách bình thường, khỏe mạnh, ổn định thân thể. Thì tâm phải có một sự nỗ lực tinh cần ngay từ bây giờ, ngay từ bây giờ. Đừng để cho đến khi thân thể suy sụp, héo úa rồi, thì có chữ phải chi. Tu là lo tu, tập trung vào trong sự tu, không có tơ tưởng viễn vông. Gặp được thánh đạo, gặp được thánh pháp như thế này là nỗ lực vào trong cái sự tu hành, không có tơ tưởng viễn vông nữa. Môi trường như thế này, nơi tu hành như thế này mà không tập trung vào trong sự tu hành thì uổng phí biết bao nhiêu.
Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mình mới gặp được một môi trường tu học như thế này, một đạo lộ như thế này. Phải sống chết mà tu, sống chết mà tu, phải giải quyết được vấn đề sanh tử, phải nỗ lực tu để chấm dứt sanh tử. Tu cho chúng ta, không phải tu cho con. Tu cho chúng ta, không phải tu theo thời khóa. Tu như thế mình sắp chết tới nơi. Tu cho chúng ta, không phải tu cho con. Tu để giải quyết sanh tử, không phải tu chơi chơi theo thời khóa. Phải cương quyết tu, phải nỗ lực tu, phải thành tựu được những gì mà mình cần phải thành tựu. Nếu những vị tỳ kheo này sống chân chánh thời đời này, không vắng những vị A-la-hán. Nếu chúng ta sống chân chánh thời đời này, không vắng sự chấm dứt sinh tử. Con mong chúng ta ghi nhớ những cái lời con chia sẻ, nhớ những cái lời con chia sẻ. Nỗ lực tu để chấm dứt sinh tử, tu cho chúng ta, không phải tu cho con. Tập trung vào trong sự tu, đừng viễn vông trong nội tâm của mình nữa. Đừng mơ hồ, đừng mông lung, đừng rong chơi trong nội tâm của mình nữa. Tôi mong đạo tràng của mình nỗ lực tu hành, đừng để cho tâm mình mông lung, phân vân lưỡng lự vớ vẩn. Thời gian đi qua rồi, mình không níu kéo lại được thì ổn lắm. Được môi trường tu hành như thế này, không nỗ lực tu, thời gian đi qua rồi uổng lắm. Tinh tấn lên. Hãy cố gắng lên. Hãy dũng mãnh lên. Hãy quyết liệt lên. Chúng ta ở đây sẽ có thể cất lên khúc ca khải hoàn chiến thắng cao thượng đẹp đẽ này, bình an và hạnh phúc này. Hãy sát cánh bên nhau để mà tu tập. Hãy cùng nhau kích lệ nhau, kích tấn nhau để mà tu tập. Để mà thể nhập vào trong dòng pháp này. Thể nhập vào trong trí tuệ này.
và quyết chắc. Quyết chắc sẽ cùng nhau đi đến bến bờ của an lạc, bình an và giải thoát. Hãy đứng dậy lên đường. Hãy đứng dậy lên đường. Hãy dấn thân Phật giáo. Hãy dấn thân Phật giáo. Hãy đánh bại ma quân. Hãy đánh bại ma quân. Như voi phá chồi lá. Như voi phá chồi lá. Ai trong pháp luật này? Ai trong pháp luật này? An trú không phóng dật. An trú không phóng dật. Đoạn tận dòng sống chết. Đoạn tận dòng sống chết. Sẽ chấm dứt khổ đau. Sẽ chấm dứt khổ đau. Hãy đứng dậy lên đường. Hãy dấn thân Phật giáo. Hãy đánh bại ma quân. Như voi phá chồi lá. Ai trong pháp luật này? An trú không phóng dật. Đoạn tận dòng sanh tử. Sẽ chấm dứt khổ đau. Khi nào mà mình thấy mình lười biếng phóng dật ha, mình giải đại, mình nằm dật dở dật dưỡng ha, cái sao ạ?